Cũng kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Phương tiếp tục với Lão Chánh đi đến cái luồng 7 mà trước Lão Chánh dính người dạng khổng lồ đó, Chánh Nguyễn Tiền Giang. Còn Phương thì chuyến rồi Phương được con hành 750 750 gram á. Đây hành trình xe của anh em đây. Nãy giờ Lão Chánh cũng thu hai cái, Phương cũng thu 1 cái với Phương Thăm 2 cái, được 2 con hành. Xíu quá, mắc cỡ quá rồi, không có quay. Cái gì? Trời đất ơi, mắt kiến ông đeo mắt mày, giờ ông nghe đi ra ông đi kiếm. À, ông đừng nói ông đang đeo rớt mà không may nha. Rồi tình hình bữa nay là bể mắt kiến luôn. Thì cái khu này nãy giờ Phương cũng hé lộ cho cả nhà biết là khu này người ta xả bọng xả cống nữa cả nhà. Nước nó ngập lên tới đường đan luôn thì mấy cái bãi hy vọng là không còn xong rồi. Nhưng mà hiện tại khu này Phương cũng đã rút hết trơn rồi, để mình ăn được mà rắn nó chết thì uống. Đây, hai con hành nhỏ xíu của Phương. Phương rút một cái làm 7 sư cua luôn. Hàng hành xíu. Đây, có tiền xăng, có tiền xăng. Cả quá. Rồi, có mấy kiến chưa? Rồi, để Phương bỏ vô cái Phương đến cái đường 7 tiếp theo, Phương sẽ quay cho cả nhà xem. Rồi, trước khi đến với cái video tiếp theo, mến chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình, an lành và nhiều sức khỏe nha. Cũng tới cái điểm thăm, nãy giờ Phương thăm cũng mấy cái. Thì để Phương cập nhật, Phương báo cáo tình hình cho cả nhà nha. Đây. Nói chung là bẫy của Phương đặt chuột còn nha, mà lúa hết. Biết sao không? Rồi, cái này sống khá hơn thôi. Thì cái đường bẫy Phương đặt ở đây thì nhận biết, tất cả cỏ hết trơn rồi. Nhưng mà bẫy Phương vẫn còn nha. Với cái bẫy này cũng vậy, may mắn không? Ở đây chủ vườn người ta đặt người ta cắt cỏ nhưng mà người ta vẫn để bẫy lại. Sau đó người ta lấy cái mảnh bao, người ta đẩy lên. Đó, êm chưa? Còn riêng nãy giờ Phương thăm mấy cái. Đây, Phương dính con này. Đây, phần con luôn. Đừng nói Phương diễn nha. Con này thì tầm khoảng 300 gram quá. Đó. Với cả nhà tin không, nãy giờ Phương thăm miết miết luôn. Đây, 4 con hành với con ngựa. Cũng lứa lứa không? Đừng con hành gì với 3 con hành 3. 4 con hành với con ngựa nha. Thì hiện tại Phương tới cái chỗ cắt cỏ rồi. Giờ Phương thu bẫy này, với sẵn đây Phương thăm ở đây còn hai cái nữa. Đây, bây giờ mình tiến hành mình thăm nha. Đây. Chỗ này đặt không mắc bẫy là có lấy trà nước ngập cả nhà, chết chết Phương ơi. Nhẹ hiệu. Này không dính mà nước ngập nữa. À, dính lục dính. Đây, còn hành nữa. Con này Phương trúng hành lửa rồi. Nãy giờ con này là con thứ 6. Đã chưa? Nó trời mưa, hành nó chạy cái này. Này. Cũng gần chỗ Phương chứ không xa. Này, bỏ đây cho Phương vào. Sẵn Phương ra Phương bắt luôn. Rồi, tiếp tục đầu trên cái nữa. Chỗ này là mấy anh đặt cống nhum. Đừng có nước ngập đi. Chết, chết Phương ơi. Thì mình đây tiếp tục. Nghe đâu hai ngày người ta nó xả bọng. Chết Phương thiệt, nước ngập quá. Cái này không dính cái nhà. Chuột con. Chắc chuột đi quá. Rồi, chết con chuột. Chuột đâu ta? Mất tiêu chuột rồi. Có gì bắt chuột không? Hôm còn nguyên mà. Rồi, Phương tạm dừng cái đi. Phương vô công điện, công đoạn. Xíu nhất đi. Bắt rắn. Còn không biết được nhì không. Ôi, con này vô nhì luôn cả nhà. Ra đi, ra đi. À, con này vô nhì rồi. Có rắn nhì là ngon rồi nha. Giờ nói chung là có rắn là ngon rồi. Rồi, nãy con nhì cái này nè. Giờ con nữa nha. Rồi, Phương tạm dừng, Phương vô túi cái. Rồi, tiếp tục con nữa. Nóng tốt trên. Lố còn nguyên.
lứa lứa gì cũng ngon. Đây. Rồi, cho Phương vô túi, Phương kiểm cái bẫy nãy sao mất con chuột kỳ cục không biết. Túi rồi đó. Có con ngựa. 5-6 con hành gì rồi. Quá sướng. Sao tự nhiên hành chạy dữ. Mà nhỏ nhỏ không á, chưa có con nào mà khá khá như chiến rồi hết. Nên hy vọng đừng con khá khá như chiến rồi nữa là Phương khỏe. Ok, tiếp tục Phương đầy con cái này. Từ đâu mấy cây chuối. Ngay cái bẫy Phương rồi. Đó, ló đây. May mắn là không mất. Có gì không? Ê, được con hành nhỏ đó cả nhà. Chán không? Nè, xíu. Chói nắng. Đây. Phần trắng phiếu. Rồi, thử thế có bẫy vô đây. Chuối, đây một con cá nè. May mắn là nước không ngập. Không ngập là khỏe. Dính, cái này chiến rồi dính. Đến cái điểm tiếp theo. Mình chở giùm lão chánh cá bẫy. Với con đem cá bẫy mà con hành nhỏ còn chưa bắt á. Rồi, tới điểm cuối cùng. Thôi mình bày bẫy ra đây luôn. Này, con hành của Phương. À, chút xíu. Nhỏ nhỏ chết chết, không chán muốn chết luôn. Nhưng mà được cái này, được túi nha. Đó. Túi gì làm. Đối với Phương thì như đây rắn là nhiều rồi nha cả nhà. Ok. Dạng sự tùy duyên. Đây, để Phương quẹo vô đây một cái. Đặt đây. Phương đặt trong đây một cái. Đợi lão chánh vô. Rồi. À, lão chánh, tôi đặt ngay đây một cái nè, không tin mà lão chánh. Thấy biết được. Thấy. Mới đặt hả? Mới đặt mà từng rồi á. Rồi thôi chưa? Dứt. Chưa. Thấy biết đường tôi vô không? Nó đây. Nhìn nhẹ coi. Hử? Nhìn nhẹ coi. Không. Ê, không quân binh à. Tăng. Chuột cắn cái bao hay gì má ơi. Nghe nặng không? Ý cũng nghe nặng nha lão chánh. Trời ơi. Trời ơi. Ý còn con chuột luôn mấy ghê chứ. Hành gì mà con chuột, hành này muốn lạng luôn á. Ơi xin lời lúc băng keo nữa rồi bà con ơi. Rồi bỏ đây đi. Tập cách tập cách tập cách. Hai con. Này vô xe rồi. Rồi để Phương tạm dừng ở Phương tâm cái đây. Lão chánh không mất bẫy rồi. Phương đặt cũng khá là kỹ là. Không biết Phương kiếm đó nha. Kiếm cứ đặt đạo đặt kỹ quá. Trời vùi đâu tút dưới đây vậy. Dạ, cái này dù sâu quá không dính cả nhà. Giấu kỹ quá nó không dính nè. Rồi Phương tranh thủ Phương bắt rắn đây. Chứ để nó nhậu sao. Chuyển mưa tới dữ lắm rồi. Nó làm lại chuột luôn. Để ta. Nó mới vô để Phương coi có trầy mình trầy bọng. Ra đây để nó cắn mày chết. Hành cũng khá. Cũng ngon mà sao lại không làm lại chuột ta. Ngộ à. Ra đây đi, ra đi ra. Đó một con hành gì nữa mới vô quá. Phương tranh thủ để chuyển mưa dữ lắm anh nha. Vô đợt à. Hoa hoa ui cái đuôi mới bị nhăm miếng là chánh đây kiểu kiểu vậy là lúc á là lúc nè cứ vậy nè. Còn gắn, còn gắn mà còn chuột luôn nè. Chết luôn á. Ngon anh. Rồi để Phương tạm dừng đây. Đây để Phương bắt mini này ra luôn. Chán thì chứ. Chưa thấy con nào cũng khủng hết nha. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Bùm 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 bùm. Ok không sao. À, bữa nay Phương có đem áo mưa. Cho nên Phương đi thoải mái. Rồi tổng kết tình hình nãy giờ Phương thăm xong bẫy rồi. Phương thu hai cái này lại để là hồi kiếm chỗ nào đó đặt lại bẫy. Bữa nay Phương cũng bị mất con cái nha. Bữa đó Phương dở là Phương đi ra Phương tủ cỏ lại. Ví dụ nó hùm tốt. Này con chuột bự quá không biết sao đây. Chuột còn bự lắm. Lội chánh thì lội vô sâu đặt trống này. Chuột này khá lớn không biết mấy hành chịu nói không. Rồi để Phương tổng kết cắn cây. Lên đường về cả nhà. Bữa nay Phương quản lý. Nhỏ nhỏ không thấy bự cũng bịch ngon lành chứ bao à. Rồi lão chánh thì lo đặt bẫy nãy giờ rồi chưa ra tới để Phương tổng kết của Phương thôi khỏi tổng kết của lão chánh nha.
Rồi, bữa nay Phương chân thành cảm ơn cả nhà đã xem cái video hôm nay của Phương nha. Rồi, Phương ấp máy đây để mưa tới, vô bào vô bịch để mưa tới nữa khách ạ. Rồi, bye bye, tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà lại cái video tiếp theo của mình nữa nha.